Hãy cùng tư vấn du học GCE tìm hiểu về trường Đại học New South Wales. Đại học New South Wales nằm ở ngoại ô Sydney. Là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, đứng thứ 3 tại Úc và xếp thứ hạng 45 trên thế giới. Dù tuổi đời còn trẻ hơn so với các trường đại học lâu đời ở Úc. Trường UNSW là một thành viên danh giá trong nhóm 8 trường đại học hàng đầu Úc, Group of S, G8. Tọa lạc tại phía đông nam Sydney. Là thành phố phát triển và năng động tại Úc. Tại đây, hệ thống giáo dục luôn được đánh giá cao với chương trình đào tạo luôn đổi mới để dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội và thế mạnh của bang. Đại học UNSW với số lượng sinh viên 52.000 người, trong đó có hơn 14.000 sinh viên quốc tế đến từ 130 quốc gia khác nhau. Được các nhà tuyển dụng hàng đầu nước Úc đánh giá ở vị trí cao nhất. Trường cũng là một trong những trường đại học duy nhất của Úc nằm trong tổ chức Universita 21 danh tiếng. Là một liên minh của 23 trường đại học hàng đầu thuộc 15 quốc gia. Khu học xá chính của UNSW, nơi có nhiều khoa nhất nằm ở Kensington, Sydney. Chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế nằm ở Paddington. Trường cũng có trụ sở ở Canberra. Nổi trội về ngành nghiên cứu. Đại học UNSW có một số trung tâm nghiên cứu như UNSW Lao Y, trung tâm nghiên cứu ung thư, đây cũng là một cơ sở của trường đại học. Là trung tâm đầu tiên của Úc tập trung tới 400 nhà nghiên cứu, tìm hiểu về các bệnh ung thư người lớn và trẻ em, và cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu ung thư lớn nhất ở Úc. Trung tâm Macquarie là trung tâm khoa học, y khoa và kỹ thuật, nơi được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc và thành phần của vật liệu sinh học, hóa học và vật lý. Ngoài ra còn có nhiều sân khấu, địa điểm âm nhạc tại trường Đại học UNSW, một số dụng để phục vụ cho công cộng. Các cơ sở của trường UNSW thường xuyên được nâng cấp để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Các sinh viên tại đây được tiếp cận trên 150 câu lạc bộ cũng như nhiều dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Trường có hơn 300 đại học đối tác trên khắp thế giới, tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội tiếp cận với cộng đồng toàn cầu để khởi nghiệp. Đại học UNSW hiện có 9 phân khoa với nhiều chuyên ngành đào tạo như du lịch khách sạn, tài chính, kế toán, kinh doanh quốc tế, lịch sử và triết học, quản lý xây dựng công trình. Các phân khoa đào tạo hơn 900 chương trình cấp bằng cho sinh viên nhiều sự lựa chọn. Khoa nghệ thuật và thiết kế, khoa nghệ thuật và khoa học xã hội, khoa môi trường xây dựng, trường kinh doanh, khoa kỹ thuật, khoa luật, khoa y học, khoa khoa học, cũng như nhiều trường đại học danh giá của nhóm G8. Trường UNSW cũng có nhiều thành tích nổi bật như xếp hạng thứ 45 trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Ranking 2018. Là ngôi trường đầu tiên được đánh giá 5 sao cộng, 5 star plus, bởi QS World University Ranking 2014. Một trong ba trường đại học ở Úc là thành viên của tổ chức Universita 21. Thứ 4 về các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc theo Excel in Research for Australia Report của chính phủ Úc. Được đánh giá 5 sao trong 8 tiêu chí quan trọng của Australia Cook University GUI 2014. GCE là công ty tư vấn du học uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nếu có câu hỏi hãy liên hệ ngay GCE để được tư vấn miễn phí nha.